chỉ thoáng nhìn một cái, người đàn ông đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của cô gái thu hút. Vốn dĩ chỉ có lòng tốt đến sửa xe giúp, không ngờ lại gặp cảnh ấm lòng như vậy. Hóa ra mỹ nhân tên Cố Giao vừa mới ly hôn chồng, đang lái một chiếc xế xịn dự định đi du lịch. Ai dè vừa đi được nửa đường thì xe nổ lốp. Khi cô đang đứng ngơ ngác bên vệ đường, Trương Minh Dương cũng tình cờ lái xe đến đây. Anh lập tức dừng xe, định tiến về phía trước để giúp đỡ. Nghe nói người đẹp muốn thay lốp dự phòng, Trương Minh Dương tháo kính ra, vỗ ngực Dương Dương tự đắc. Việc này giao cho tôi cứ nhất là việc thay lốp dự phòng. Được rồi, Cố Giao nhìn một người đàn ông có trái tim ấm áp như vậy, trong lòng rất cảm động. Sau đó thì thấy anh dùng toàn thân thay lốp. Trương Minh Dương vì để thu hút sự chú ý của người đẹp, còn cố ý làm bẩn má mình khi thay lốp xe. Cố Giao thấy mặt anh bị bẩn, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, vội vàng lấy khăn ướt ra lau giúp. Không ngờ vừa mới đưa tay ra lại vội vàng thu về. Phụ nữ đẹp cũng có sự kín đáo tế nhị của riêng mình. Để xua tan bớt sự ngại ngùng, Cố Giao sau khi nói lời cảm ơn xong, lập tức lái xe đi. Trương Minh Dương từ từ cúi đầu xuống, nhìn vào cái rắc cắm mình cố tình để lại, trong lòng chợt có tính toán. Anh lái theo sau xe của Cố Giao, một mực đi theo cho đến khi tới cửa một khách sạn mới dừng lại. Trương Minh Dương nhìn thấy Cố Giao ở trong khách sạn, vội vàng đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước. Vì vậy, di chuyển lại chỗ lễ tân, cô ấy là bạn của tôi, lại không đợi tôi cùng lên. Thật không được, cô vui lòng cho tôi biết số phòng. Lễ tân lấy lý do không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, từ chối yêu cầu của Trương Minh Dương. Anh ta chẳng còn cách nào khác, chỉ còn cách ở trong phòng hội nghị chờ đợi. Đã mấy tiếng trôi qua, Cố Giao cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc cô nhìn thấy Trương Minh Dương, trên mặt lộ lên vẻ ngạc nhiên. Trương Minh Dương nói mình đến để trả lại rắc cắm, sợ ảnh hưởng đến Cố Giao lúc nghỉ ngơi, nên vẫn một mực ngồi đây chờ cô. Anh vì cái rắc cắm này mà ngồi đợi ở đây cả 3 tiếng đồng hồ ư? Cố Giao nhìn anh với vẻ hoài nghi. Người đàn ông trước mặt đợi mình suốt 3 tiếng đồng hồ, cô cảm thấy Trương Minh Dương vì việc này mà lãng phí thời gian của mình thật không đáng. Đối với người khác 3 tiếng đồng hồ là lãng phí, nhưng nghĩ lại chỉ cần có thể được nhìn thấy người mà mình muốn gặp, mỗi một phút chờ đợi đều là hưởng thụ. Cố Giao những lời nói ngọt của đối phương, lấy lý do đối phương giúp mình sửa xe nên mời Trương Minh Dương ăn cơm. Anh không có việc gì đúng không, nên đi lang thang trên phố đợi để giúp các cô gái thay lốp dự phòng. Trương Minh Dương cảm thấy trong lời nói của Cố Giao nửa đùa nửa thật, nói rằng mình là một nha sĩ, chuyên môn của mình là giúp người khác thay răng, thỉnh thoảng giúp ai đó thay lốp xe chỉ là một chuyện nhỏ. Sau đó anh đưa cho Cố Giao một tấm danh thiếp, hy vọng sau này cô có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào. Cố Giao cũng không thể từ chối, cô nâng ly và cảm ơn người bên kia một lần nữa. Sau bữa tối, Trương Minh Dương đến gặp người bạn tên Trình Hạo, nói rằng mình đã gặp được chân ái của cuộc đời. Cậu vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp và khuôn mặt không cần trang điểm đó, cả đầu tôi bây giờ chỉ toàn cô ấy. Trương Minh Dương lại thấy hơi tự ti, lo lắng mình chỉ là con vịt xấu xí, không xứng với thiên nga trắng như Cố Giao. Vì vậy anh ôm chân bạn, hy vọng người bạn có thể lên cho mình một kế hoạch hoàn hảo để cưa cẩm người đẹp, giúp mình giành được trái tim của nữ thần. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Minh Dương làm theo yêu cầu của bạn, chu đáo đặt một bữa ăn sáng cho Cố Giao. Buổi trưa lại hẹn Cố Giao cùng nhau đi ăn lẩu. Phải nói là hết sức ngọt ngào, ý thực là một sự cám dỗ mà không ai có thể cưỡng lại. Trương Minh Dương dùng vài lời đường mật có thể khiến Cố Giao vui vẻ rất nhiều. Trên đường trở về khách sạn, anh ta cố tình biểu diễn trước mặt Cố Giao, bản thân bị người ta cho leo cây. Thì ra tối mai phòng khám của Trương Minh Dương có một bữa tiệc, anh hy vọng Cố Giao có thể tham gia với tư cách là bạn gái mình. Vì vậy làm theo lời khuyên của bạn bè, dùng khổ nhục kế. Nếu anh nghĩ tôi có thể làm được, bữa tiệc đó tôi đi cùng anh. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, Cố Giao ngay lập tức đồng ý làm bạn gái của Trương Minh Dương. Anh nghe xong thì vô cùng phấn khích, đến nỗi chẳng chú ý có người đi ngang qua đầu xe. Trong bữa tiệc, Trương Minh Dương mặc đồ trắng trông rất lịch lãm, Cố Giao mặc váy dạ hội quý phái và thanh lịch. Cả hai ngay lập tức trở thành tâm điểm của khán giả, mọi người đều đến chào hỏi. Minh Dương chăm sóc Cố Giao nhiều hơn, không ngừng hỏi cô có quen không. Cố Giao cũng vì điều này mà càng hiểu đối phương sâu sắc hơn. Một người đàn ông vừa trưởng thành lại vừa chu đáo như vậy, trong lòng Cố Giao không ngừng dấy lên những con sóng. Vì vậy ngày hôm sau, cô chủ động mời Trương Minh Dương đi uống cà phê, cũng tặng đối phương một cặp khuy măng xét như một lời cảm ơn. Một thứ đồ thân thiết như vậy, tôi nhận nó rồi, cảm ơn. Cô nói với Trương Minh Dương rằng cô phải đi công tác, nên có lẽ hai người sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Trương Minh Dương nhân cơ hội bày tỏ lòng mình, chắc rằng dù thế nào tôi cũng đã ở đây đợi em. Cố Giao chỉ biết mỉm cười, nói rằng mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ việc này. Trước lúc chia tay, Trương Minh Dương nắm lấy tay Cố Giao, cứ nắm mãi không chịu buông. Cố Giao an ủi mình rằng cô sẽ thường xuyên trò chuyện video,
Trương Minh Dương mới chịu buông tay. Quả nhiên chưa tới 2 ngày, Trương Minh Dương nhận được cuộc gọi video từ Cố Giao. Cố Giao nói mọi việc ở phía mình đều được xử lý rất thuận lợi, hy vọng lúc cô quay lại, Trương Minh Dương có thể đến đón mình. Xe lại hỏng trên đường cao tốc chẳng có cách nào. Trương Minh Dương chỉ thấy buồn cười, đồng ý với cô. Mấy ngày sau, Minh Dương nhận được điện thoại của Cố Giao thông báo cô chuẩn bị về. Trong lòng anh bỗng chốc rất kích động. Anh lịch sự lái xe ra sân bay đón Cố Giao. Suốt cả đường đi đều thể hiện sự quan tâm đến Cố Giao. Chờ em thu xếp ổn thỏa, cho phép tôi được mời em bữa tối. Cố Giao trốn tránh với lý do cô quá mệt mỏi. Trương Minh Dương không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Cố Giao. Rõ ràng mới 2 ngày trước còn video nói chuyện vui vẻ, tại sao bây giờ thái độ lại thay đổi nhiều như vậy? Trương Minh Dương không biết làm sao lại tìm tới Trình Hạo, bởi vì cô ấy xưa nay không thiếu người theo đuổi, vì vậy cô rất tự nhiên, mà không biết được đâu là thật giả. Trình Hạo nói Trương Minh Dương muốn bắt người đẹp về tay, đầu tiên phải hiểu sở thích của đối phương, thứ hai cho nhau chút không gian riêng tư. Vì thế Trương Minh Dương bắt đầu đứng trên nhiều phương diện để thấu hiểu Cố Giao, cùng đi mua sắm và ăn uống với cô. Nghe nói Cố Giao sẽ tham gia triển lãm nghệ thuật của một người bạn, Trình Hạo lại kiến nghị Trương Minh Dương, lúc này có thể tạo cho cô ấy một số hiểu lầm, cho đối phương cảm giác xa cách. Vì thế vào ngày triển lãm, Trương Minh Dương từ phần mềm điện thoại di động tìm kiếm ngẫu nhiên một cô gái gần đó và mời người này vào hiện trường với tư cách là bạn đồng hành nữ. Lúc anh nhìn thấy Cố Giao, cố tình giả vờ giống như tình cờ gặp cô, còn giới thiệu bạn gái mới cho Cố Giao. Cố Giao nhìn Trương Minh Dương đối với cô gái bên cạnh là kiểu hào hiệp xa hoa, trong lòng nảy sinh thứ cảm giác ghen tuông. Bề ngoài cô uống rượu với bạn bè, trên thực tế lại đang chú ý đến nhất của nhất động của Trương Minh Dương. Cho đến cuối cùng khi Trương Minh Dương đưa cô gái đi, gương mặt Cố Giao mới dần trở lại bình thường. Sau khi trở lại phòng khám, Trương Minh Dương hết lời khen ngợi kỹ năng yêu đương mà Trình Hạo dạy. Vì vậy anh muốn đánh sắt trong lúc còn nóng, nhưng Trình Hạo lại bảo phải làm từ từ từng bước, bảo Trương Minh Dương tạo ra một buổi hẹn hò thật lãng mạn. Rốt cuộc mọi cô gái, bất cứ thứ gì chạm đến các vì sao, làm sao có thể đưa cô ấy vào vùng phản chiếu lãng mạn này, kích hoạt nó. Trương Minh Dương không hiểu thiên văn, nhưng để có một buổi hẹn hò lãng mạn với nữ thần, quyết tâm nhồi nhét kiến thức thiên văn. Tối hôm sau, Trương Minh Dương đang cầm một chiếc đèn chùm nhỏ, gương mặt toát ra vẻ thần bí, nói rằng anh muốn tặng Cố Giao một món quà chân thành. Khi Cố Giao nhìn thấy kính viễn vọng thiên văn trước mặt, đột nhiên vui mừng quá đỗi. Trương Minh Dương nhìn Cố Giao đang phấn khích, một bên dùng chút kiến thức hạn hẹp của mình để phô diễn trước cô. Cố Giao nhìn mọi thứ mà bên kia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô, trong lòng bỗng nhiên rất cảm động. Sau khi Cố Giao trở về nhà, nhớ lại tất cả những điều chuyện xảy ra sau khi gặp Minh Dương, có vẻ như bên kia đang chủ động tiếp cận mình. Thời khắc này cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. Ngày hôm sau hai người gặp nhau ở quán bar, Cố Giao nói với Trương Minh Dương rằng cô thực sự cũng có tình cảm với anh, chỉ là bản thân vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, bất ngờ đối mặt với một mối quan hệ mới, cô không biết như vậy là đúng hay là sai. Em bị phản bội không có nghĩa là em không xứng đáng được yêu thương. Anh hôm nay đến đây muốn nói với em, anh Trương Minh Dương, anh sẽ luôn ở bên em. Cố Giao lại một lần nữa vô cùng xúc động trước những lời nói của Trương Minh Dương. Cô quyết định sẽ không chối từ, mà chấp nhận người đàn ông trước mặt mình, người đã vì cô mà làm tất cả. Tại sao lại là em, Trương Minh Dương? Anh yêu em. Có một người phụ nữ yêu thương làm hậu phương, phòng khám nhỏ của Trương Minh Dương cũng ngày càng phát triển. Hai người như keo dán, kể từ đó, sống một cuộc sống mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ.